Bây giờ trời đang mưa các bạn ơi. Trời mưa nhưng mà nắng. Bây giờ mình ra mình lựa lựa 7 cây 5 cây tím sen chứ. 5 cây tím sen cho khách. Wow. Tím sen đây. 1 cây. Lựa tới 5 cây rồi. Đấy. Màu này là tím sen. Cái lá đậm đậm là tím sen. Các bạn phân biệt kỹ nha. Cái lá đậm đậm là tím sen. Còn màu đỏ là ảnh khác. Màu đỏ là cái lá ảnh dài dài hơn. Được 2 cây màu tím sen rồi. Phía bên đây tím sen 3 cây. 2 cây nữa các bạn ơi. Đây anh này tím sen này. Cái này bị héo rồi. Rồi. Một cây tím sen nữa là anh này. Anh này chắc chắn là tím sen. Năm cây. Năm cây đi các bạn. Có bông. Rồi tiếp theo là mình lựa 5 cây màu vàng. 1 cây rồi. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 4 cây. 5 cây. Cái vàng này rất là lớn. Đây là 5 cây vàng với 5 cây tím sen. Để chung cái đơn hàng. Giờ mình đi lấy 5 cây màu vàng, 5 cây tím sen giao cho khách.